chúng tôi đã thông tin về sự cố vỡ đập chứa nước thải của nhà máy DAP số 2 xảy ra vào trưa ngày 7 tháng 9. Cho đến nay, thì công tác xử lý khắc phục sự cố, hạn chế thấp nhất thiệt hại, đảm bảo cuộc sống ổn định cho nhân dân vẫn đang được thực hiện. Những gì còn sót lại đã cho thấy mức độ hủy hoại về tài sản và môi trường do nhà máy DAP số 2 gây lên hết sức nghiêm trọng. Cho đến nay, bờ đê bao bọc con đê quay, đoạn bờ bao bị vỡ đã được hàn khẩu xong. Công ty cổ phần DAP số 2 Lào Cai cũng đang tích cực phối hợp với chính quyền thị trấn Tằng Lỏng và huyện Bảo Thắng triển khai thống kê thiệt hại về nhà ở và tài sản hoa màu để đền bù cho người dân bị thiệt hại do sự cố vỡ hồ chứa. Và đến thời điểm này thì là tới công tác thống kê thì đối với Tằng Lỏng là xong, và dự kiến là sẽ tới là sẽ di chuyển bà con, một là ra, nếu có nhu cầu bà con nhân dân mà có nhu cầu tái định cư thì sẽ, một là phương án một là sẽ ở tại tái định cư chất, phương án hai là ở tái định cư bờ kè sông Hồng của huyện Bảo Thắng. Thế nếu mà hộ nào mà không có nhu cầu tái định cư thì sẽ hỗ trợ bằng tiền để bà con tự mua tái định cư phù hợp với quy hoạch. Theo thống kê, có 35 hộ dân thuộc tổ 7 thị trấn Tằng Lỏng và xã Phú Nhuận bị thiệt hại nhà ở, tài sản, vật nuôi, cây trồng. Trong đó có 2 hộ gia đình bị thiệt hại nặng. Tính đến thời điểm hiện tại, mỗi hộ dân chịu ảnh hưởng từ sự cố nhận được 15 triệu đồng tiền đền bù thiệt hại và tiền công ty tạm ứng cho người dân để ổn định cuộc sống. Chúng tôi cũng nhất trí về vấn đề quan điểm của phía công ty, nhưng mà công ty chưa tổng hợp được số nhân khẩu của chúng tôi bị thiệt hại thì tạm ứng cho chúng tôi 2 triệu. Thứ nhất là 2 triệu này là công ty cho mỗi người 2 bộ quần áo, vào cái 2 bộ quần áo đấy, vào cái 2 triệu đấy để thay đổi để qua đêm ngủ nghỉ, với tiền ăn, tiền ngủ sinh hoạt cho chúng tôi. Thì phía công ty hứa là mới tạm thời là ứng cho 2 triệu như để khắc phục qua đêm, để ngày mai phía công ty ứng tiếp, nếu mà chưa tổng hợp được là ứng tiếp. Nhưng đến bây giờ là ngày hôm nay là chưa thấy phản hồi gì, lại hẹn đến ngày kia. Thì chúng tôi bây giờ bức xúc là không có tiền để thuê nhà phòng trọ, không có tiền để cho gia đình sinh hoạt. Hiện tại có 41 hộ dân đang sinh sống gần khu vực bãi thải của nhà máy DAP số 2 Lào Cai. Đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Thắng cùng công ty cổ phần DAP số 2 Lào Cai đã thực hiện xong công tác thống kê, đã dự kiến đủ quỹ đất tái định cư để di chuyển các hộ dân. Tỉnh Lào Cai cũng đã chỉ đạo trước mắt di rời 10 hộ dân nằm sát bãi thải của công ty đến nơi an toàn. Các hộ còn lại sau khi khắc phục xong sự cố sẽ tiếp tục di chuyển để ổn định cuộc sống. Sau sự cố xảy ra, nhà máy sản xuất phân bón của công ty cổ phần DAP số 2 đã bị đình chỉ hoạt động. Đến khi nào công ty này khắc phục triệt để và hoàn thành mọi trách nhiệm với sự cố đã gây ra thì mới được hoạt động trở lại. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên công ty DAP số 2 để xảy ra sự cố rò rỉ hoặc vỡ đập bãi thải. Từ năm 2014 đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã 3 lần xử phạt công ty này vì không đảm bảo an toàn gây ra sự cố môi trường.